Xin chào, hôm nay công ty chúng tôi xin hướng dẫn đến mọi người cách lắp ráp máy sát gạo Tecuo TK220. Bước 1, chúng ta lắp trục ngang inox nối motor với đầu sắt trắng gạo và nghiền, sau đó khóa chặt 4 ốc cố định theo hướng lên. Bước 2, chúng ta lắp hộp quạt gió ở đầu sắt trắng, lưu ý khóa chặt hai ốc nối giữa hộp quạt gió và không bảo vệ với ống tròn inox. Sau đó lắp hộp quạt gió vào khung máy, lưu ý lắp đúng chiều máy bắt bốn hốc cố định theo hướng lên. Bước 3, đặt đầu sắt gạo trắng đã được lắp trước lên hộp quạt gió. Đầu sắt trắng được làm bằng inox chống dĩ giúp tăng tuổi thọ máy và vệ sinh tuyệt đối khi sử dụng lên gạo. Lưu ý, bắt ốc hờ bốn chân, nhưng đừng quá chặt. Bước 4, chúng ta canh chỉnh dây cô sao cho cân nhất giữa hai chục hộp quạt gió và bùng sắt trắng. Khi đã hoàn thành việc canh chỉnh dây ta khóa chặt bốn ốc đã khóa hờ ở bùng sắt. Tiếp đến ta lắp chân kệ motor vào cùng đừng lắp ốc chặt để tiện cho việc canh trên dây với mô máy. Hai chân đế còn lại ta cài trục đỡ lò xo. Sau khi đã cố định khung, ta đặt mô đã được lắp dây điện áp vào và khóa bốn chân ốc. Bước 5. Sau khi đã đặt mô và nối dây điện vào các bò mạch, đồng hồ đo điện áp, chúng ta sẽ lắp mặt sàng ba cấp chống dung đã được lắp sẵn theo máy. Với sự cải tiến ba tầng lọc giúp loại sạch được hoàn toàn các tấm sạn còn lần trong gạo. Bước 6, lắp trục nghiền ở đầu còn lại khung máy, hướng trục nối dây co doa vào hướng motor. Sau khi canh chỉnh dây ta khóa chắc ốc cố định và lắp máng đổ nguyên liệu. Bước 7, khi đã canh chỉnh tất cả dây co doa từ đầu sát, đồng nghiền vào motor, ta lắp ốc bảo vệ, giúp an toàn cho người dùng khi sử dụng. Bước cuối cùng chúng ta lắp phiếu nạp ở hai bên đầu nghiền đầu sát và gắn những miếng gạt cái máng ốp còn lại vào máy. Và đó là tất cả những gì ta cần lưu ý khi lắp ráp máy xay sát gạo hai chức năng TQTK220. Chúc các bạn thành công!